Ở một vách núi có hai người nam nữ đứng trên ở dưới chân núi đâu đâu cũng có khói bụi mịt mù chiến tranh loạn lạc. Người nam nhân trên tay đang bế người nữ nhân đang hôn mê thầm nghĩ, "Mạt vãn xin lỗi, là ta hại nàng." Anh nghĩ xong liền cắn nghiến chặt răng. Một người nam nhân khác cất tiếng, "Ma tôn mạnh nhất ma tộc quả nhiên danh bất hư truyền, không ngờ năm người chúng ta phải liên thủ kết trận mới có thể bắt được." Tên đeo mặt nạ xương cũng lên tiếng, "Ha ha ma tôn mạnh nhất chứ gì rốt cuộc vẫn ccc là tên người không ra người ma không ra ma mà thôi." Một tên khác lơ lửng trên không cất tiếng, vô dụng đừng trách ta muốn trách thì trách mặt văn có mắt như mù chọn ngươi không chọn ta cô nương kế bên hắn cũng nói họ vô kia ngày này chính năm sau chính là ngày rỗ của ngươi năm người đó cùng nhau sẵn sàng tư thế chiến đấu một cô nương khác trong đó lên tiếng phí lời với một tên sắp chết nhiều như thế làm gì giết người nam nhân ấy đôi mắt đỏ lúc này trở nên sáng lên anh cất tiếng nói các ngươi không nên giết nàng ấy nam nhân ấy hét lên các ngươi đều phải chết cùng lúc đó anh hóa ra nguồn sức mạnh màu đỏ khiến năm người đấy phải hoảng hốt lên tiếng nguy rồi tên tạp chủng này đã khởi động đại trận ma giải hắn muốn cùng chết với chúng ta rút mau sức mạnh của nam nhân ấy hóa thành các tia đua nhau tỏa khắp nơi các tia đó chỉ cần đi qua tảng đá hình người khiến các tảng đá đó vỡ vụn các tia đó chuyển hướng dưới đất liền đâm thẳng vào lòng đất nam nhân đó tiếp tục ôm nữ nhân kia thầm nghĩ chỉ bởi vì mình là một người lai ma sao cho dù mình dựa vào thực lực của bản thân trở thành ma tôn mạnh nhất cũng vẫn là vì không muốn một ma tôn hỗn huyết ngự trị ma tộc huyết ngự trị ma tộc thuần huyết nên chúng cấu kết với bốn tộc khác ám toán mình bỗng nam nhân ấy đôi mắt chữ buồn tiếp tục thầm nghĩ huyết mạnh chủng tộc xuất thân là cái quái gì chứ bỗng mắt nam nhân đó phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ anh vẫn thầm nghĩ hôm nay bị đám người khốn nạn đó ép đến bước đường này suy cho cùng vẫn là do mình quá yếu người thì đã sao ma lại làm sao quỷ thì thế nào bất ngờ một tia gì đó có màu xanh ở dưới chân anh trong lòng vẫn không ngừng nghĩ thì ra ngàn năm nay mình cũng chỉ bị thành kiến bùa vây đốn đạo khác thiên đạo thái sơ thần hồn nam nhân đó vẫn nghĩ chỉ có thoát khỏi xiềng xích của chủng tộc thì mình mới có thể đạt đến cảnh giới đại đạo đây chính là ý nghĩa thật sự của thiên đạo nam nhân ấy nhìn đôi tay đang dần tan đi thẩm mỹ đây chính là sự ban tặng của thiên đạo dù cơ thể mình không còn nhưng lại nhận được thái sơ thần hồn dung hợp thanh một thể của ngũ tộc nam nhân đó bỗng bay đi trong lòng vẫn nói dựa vào tân thần hồn này anh bay qua đám người đang chiến đấu anh quyết tâm thẩm mỹ mình sẽ đạt đến cảnh giới tối cao trước giờ chưa ai làm được bỗng nam nhân đó lại bay vào miệng một con quái vật với hình dạng khá kỳ lạ con quái vật đó thấy anh bay vô miệng mình rồi thì lập tức chắn chặt miệng lại Quái vật đó vui sướng bay lên nó cất tiếng, "He he, hồn nguyên của ma tôn mạnh nhất ma tộc thuộc về ta rồi." Bỗng luồng khí màu tím bay vào hang của con quái vật đó. Quái vật ấy bất ngờ hóa thành người đàn ông cất tiếng, "Ha ha ha." Người đó vui vẻ chạm vào tóc mình nói, "Đợi đến ngày ta luyện hóa xong chính là." Bất ngờ người đó như phát hiện bất thường hắn lên tiếng, "Cái gì sao có thể?" Hắn đột nhiên ôm cổ mình nói, "Ngươi ngươi sao có thể? Không thể nào mình vậy mà lại bị một hồn nguyên trọng thương phản phệ." đôi mắt người đó ánh đỏ trong đen cũng biến mất đau đớn hết lên không thể nào một người đang sở hữu thái sơ thần hồn như ta đúng lúc thiếu một cơ thể trước đây chưa từng chế ngư cơ thể hắn từ từ hóa thành người nam nhân đó nam nhân đó cất tiếng ta cố ý tỏa ra hơi thở hấp dẫn tu chân giả ở xung quanh không ngờ người đến lại là ngươi nam nhân đó cầm một thứ gì đó có màu tím đậm nói tiếp Địa đệ của quỷ vương trần tiến cơ thể quỷ tộc này của ngươi hiện giờ thuộc về ta rồi trở thành hòn đá đầu tiên bước cho ta bước lên đỉnh cao của ngũ tộc đi kết cục này đã là tốt cho ngươi lắm rồi thứ màu tím đó như dần tan đi anh nói tiếp đây là công pháp của cảnh giới nhập môn quý tộc xem ra một sức mạnh trong thái sơ thần hồn chính là xiềng xích để xem nhẹ chủng tộc tu luyện tất cả công pháp của ngũ tộc anh sầm mặt một tay nắm làm cho thứ màu tím đó tư tan cất tiếng cho dù thiên đạo không cho ta chết thì mối thù ám toán và nỗi hận giết thê tử này ta sẽ tính từng thứ một với các ngươi nam nhân đó đứng dậy chính là ở đây ở đây nhiên tỏa ra một luồng khí quỷ tộc mãnh liệt anh nói tiếp đến đúng lúc lắm để ta thử xem thái sơ thần hồn rốt cuộc mạnh đến mức nào nào một tên nào đó vung tay lên tiếng, "Rời núi." Lập tức chỗ đó liền nổ ra đâu đâu cũng là khói bụi. Từ trong khói bụi đó nam nhân ấy từ từ bước ra. Hai tên đệ tử của tên kia thấy thế liền đắc ý, "Hơi thở ma tộc vừa rồi có thể gần ngang với cảnh giới của sư phụ chúng ta không thể nào là do tiểu tử này phát ra được đâu nhỉ? Sao có thể chứ, cảnh giới của hắn nhìn như nào cũng giống chỉ mới nhập môn sư tôn chúng ta động một ngón tay cũng có thể khiến hồn nguyên của hắn bị hủy diệt hết." Tên đó sầm mặt chỉ về phía nam nhân kia cất tiếng, tiểu tử ma tộc nếu còn muốn sống thì quỳ xuống xin tha đồng thời nói ra hướng đi của kẻ ban nãy tỏa ra hơi thở này nam nhân đó vẫn bình tĩnh anh nói ba người các ngươi nếu muốn sống quý xuống xin tha chắc vẫn chưa đủ còn phải dập đầu một trăm cái nữa hai tên đệ tử nghe thế liền nổi đó lên sư phụ tiểu tử thối này nếu đã chán sống đến thế rồi thì để đệ tử tiễn hắn lên đường đi sư phụ để con loại kém cỏi không biết tốt xấu như như này chỉ xứng với cách chết hạ đẳng nhất thôi tên kia gian xảo lên tiếng hai ngươi cùng lên đi nhưng đừng chơi hắn chết loại không biết trời cao đất dày như này thì nên để bọn chúng biết được cái gì là sống không bằng chết không xong của nhân tộc hai tên đệ tử đồng loạt nhảy lên cùng nhau đồng thanh tuân lệnh sư phụ một trong hai tên đệ tử cất tiếng tiểu tử trên roi của ta có tẩm độc của hàng ngàn con nhện hắn lập tức vung roi người nam nhân thấy vậy liền cười khẩy hư tiểu kỹ vặt vãnh vừa dứt câu anh nắm chặt cây roi trên tay khiến nó vỡ vụn nam nhân ấy vung tay khiến các mảnh vụn ấy bay về phía người đệ tử kia các mảnh vụn ấy bay xuyên qua người đệ tử ấy làm hắn hộc máu lấp bấp, sao có thể? Tên đệ tử còn lại chứng kiến cảnh đó hốt hoảng, sư đệ. Rút lời hắn liên cầm kiếm lao đến nam nhân ấy. Anh liền thi triển linh pháp. Nam nhân vung một đường, khiến thanh kiếm của tên đệ tử gãy làm đôi hắn cũng toi đời. Ừ. Tên sư phụ của hai người kia thấy vậy liền bắt đầu thấy sợ, người người. Người nam nha không nói nhiều lập tức nhanh chớp thủng xuyên tim hắn cất tiếng nếu các người nhất quyết không chịu xin tha mạng Thì ta cũng chỉ đành tọa nguyện cho các người Tên đó đau đớn ừ. Mặc kệ hắn ngã xuống người nam nhân Vẫn bước đi nói tiếp Con đường phục thù của ta sẽ bắt đầu từ nhân tộc Anh chạm anh lên mặt thuật che mắt cấp cao Người thi pháp có cảnh giới thấp hơn Không thể nhân biết được diện mạo thật sự của người thi pháp Một con mắt của anh sáng lên nam nhân ấy thầm nghĩ Hử hơi thở của tiểu tử kỳ hoa đó Sao lại xuất hiện ở đây Nam nhân ấy lập tức bay đi Ở một nơi gần đó bỗng có tiếng Dám ra tay với ta Trần Mặc thiếu đương gia Trần gia của nhân tộc tạm đại thế gia Nguyên Anh nhân tộc toàn người là vết thương yếu ớt cất tiếng tổ chức bẩn thỉu đấy lẽ nào muốn bị tam đại thế gia san bằng sao? Một người phụ nữ liền tiếp lời tam đại thế gia ha 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 chéo ngược cô Xảo nguyệt nói tiếp Trần thiếu gia chắc là không biết kim chủ đứng sau lưng của cuộc giao dịch này người phụ nữ ấy tay cầm dây xích nói tiếp chính là một trong tạm đại thế gia các người đó Trần Mặc nghe thế liền lên tiếng ngươi nói cái gì kẻ muốn dồn ta vào chỗ chết là Diệp gia hay là tô gia? Cô nghe vậy liền nói, người chết không cần biết đáp án. Người phụ nữ đó lập tức điều khiển những tên bị mất kiểm soát ra lệnh cho chúng. Lên. Nam nhân ấy đúng lúc đã đến nơi. Anh tung chiêu khiến các tên đó liền lui xuống. À ta bất ngờ, kẻ nào. Anh nghe vậy bình tĩnh đáp, người đi ngang qua gặp chuyện bất bình. À nghe thế liền nói, tên không liên quan nào đây dám những tay vào chuyện của tổ chức chọc. Người phụ nữ đó nói tiếp, nhìn thấy mấy con chó trong tay ta không, con nào trong số chúng bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Nam nhân ấy cất tiếng, từ lâu đã nghe đến tổ chức chọc của nhân tộc có bí pháp không chế bốn tộc còn lại, hôm nay gặp mặt quả nhiên đê hèn giết ngươi còn sợ làm bẩn tay của ta. Nghe thế à liền thi triển chiêu thức tức giận, một tên tiểu bối còn con cũng dám mở miệng ăn nói ngông cuồng, vô dĩ có thể cho ngươi chết toàn thây bây giờ ha ha. À nói tiếp, Xuất sinh à đi xé xác con mồi đi. Các tên bị mất kiểm soát nghe lệnh liền lao lên, giết. Nam nhân ấy cất tiếng, dừng, cùng với đó là tay anh gập xuống. Các tên kia liên bị thế lực nào đó đè xuống đất khiến mặt đất nứt ra. Trần Mặc phía sau chứng kiến thầm nghĩ, ba tu giả bị khống chế này đều là bá chủ một phương. Liên thủ lại với nhau đến một người có tu vị nguyên anh như mình còn không cản nổi vậy mà lại bị người này một chiêu chế ngự. Trần Mặc nhìn nam nhân ấy bị một tên béo lao đến thầm nghĩ, người này rốt cuộc là ai? Nam nhân ấy nắm lấy cổ của tên béo. Một tay anh bẻ gãy chiếc vòng cổ của hắn. Tên bất ngờ trở lại bình thường ngơ ngác hỏi, ngươi là? nam nhân ấy mỉm cười nhìn hắn kỳ hoa tiểu tử ngươi đến bổn tôn cũng quên rồi kỳ hoa mắt rưng rưng tôn thương kỳ hoa hai hàng nước mắt lan dài tôn thượng người chưa chết thật tốt quá à kia hốt hoảng không thể nào ngươi ngươi lẽ nào là ma tôn mạnh nhất của ma tộc vô kỳ hoa tức giận lao đến người phụ nữ đó tên húy của tôn thương sao có thể để cho một kẻ rác rưởi như ngươi gọi chết đi nam nhân ấy ngồi xuống nhìn ba tên kia vẫn còn bị kiểm soát cất tiếng nhân tộc đó đày đọa các ngươi lâu như vậy có muốn báo thủ không ba tên đó nghe thế rồng thanh xin ma tôn thành toàn sau khi ta báo thủ xong sẽ nghe theo sai khiến của ma tôn nam nhân ấy vui vẻ nói tốt kẻ thức thời là trang tuấn kiệt ba người đó nhanh chóng mất hết xiềng xích họ liếc người phụ nữ kia ừ họ cùng nhau lao đến người phụ nữ đó chịu chết đi à lập tức bị các sợi dây chia thành các mảnh nhỏ à đau đớn hét lên a a a a người phụ đó vẫn chưa biết hối lỗi cất tiếng giết chết ta tổ chức sẽ không tha cho các người đâu một ma tôn còn con ở trong mắt vị đại nhân đó căn bản không đáng nhắc đến lúc trước ngươi may mắn không chết lần này ngươi chết là cái chắc nam nhân ấy bình tĩnh mặt không biến sắc dám uy hiếp ta ư bỗng chỗ của ả à phát nổ anh cất tiếng đúng lúc ta cũng không định tha cho tổ chức các ngươi trần mạc chắp tay đa tạ các hạ ra tay cứu giúp thầm nghĩ người này mạnh quá một ánh mắt cũng có thể giết người nói không muốn bẩn tay là không để tay bẩn thật trần mạc nói tiếp các hạ thật sự là ma tôn vô dụng sao nam nhân ấy cất tiếng làm sao thế gia nhân tộc các ngươi nhìn thấy ta chưa chết nên không cam lòng sao? Kỳ Hoa tức giận dơ nắm đấm, dám động vào Tôn thượng ông đây là người đầu tiên xé xác người. Trần Mặc nghe vậy liền lên tiếng, khụ khụ Ma Tôn hiểu lầm rồi, Trần gia ta chưa từng tham gia vào đại ngũ tộc lần này tham gia vào chuyện vây giết Ma Tôn là Diep gia. Kỳ Hoa chỉ vào Trần Mặc nhìn nam nhân ấy nói, Tôn thượng tiểu tử này không nói dối đâu. Kỳ Hoa nói tiếp, Tôn thượng người bị đám khốn nạn đó vậy giết sai khi mất tin tức thuộc hạ và các huynh đệ chia nhau đi tìm chúng báo thủ kỳ hoa chắp tay ta phụ trách tên rác rưởi diệp lưu của nhân tộc nhưng không đánh lại hắn sai khi hắn bắt được ta thì ném ta vào tổ chức chọc còn khống chế ta nữa tổ chức chọc này bắt không ít huynh đệ ma tộc chúng ta bắt chúng ta bán mạng cho chúng ông đây giờ đã tỉnh táo lại nhất định sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ trôn trần mặc cất tiếng diệp gia và tổ chức chọc có liên quan đến nhau nói cách khác kẻ lập mưu vây giết ta lần này cũng là diệp gia hay cho một diệp gia nam nhân ấy cất tiếng nếu chúng ra tay với người của ta thì ta không đáp lễ lại thì không được kỳ hoa nghe vậy lập tức ngăn cản không được không được kỳ hoa nói tiếp thuộc hạ không thể báo thù được cho tôn thượng đã là kém lắm rồi sao lại có thể để người ra mặt họ chứ nam nhân ấy cất tiếng dám động vào người của ta tương đương với việc khiêu chiến người của ta chỉ có một kết cục chết khi nghe những lời đó kỳ hoa dương dưng tỏ vẻ đáng thương anh nói tiếp trần thiếu có hứng thú diễn một vở kịch với ta không trần mạc lập tức tiếp lời diễn kịch bọn họ đã đến tổng đàn của tổ chức chọc kỳ hoa dẫn trần mạc và ma tôn đang trong hình hài của cô ả à của tổ chức chọc đến nơi giới thiệu với ma tôn tôn thượng nơi này chính là tổng đàn của tổ chức chọc kỳ hoa nghĩ thầm không ngờ tôn thượng lại nổi hứng thú đến thế hóa thân thành ác nữ của tổ chức chọc để diễn kịch hay cho một tổ chức chọc vậy mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như này để nô dịch ma tộc của mình anh nở nụ cười thầm dẫn đầu đoàn người đi vào trong anh bước vào trong những người trong sân vội bái kiến bái kiến đường chủ có thể nói mỗi người trong tổ chức này đều khống chế một người ở ma tộc họ bị xích cổ khống chế không thể phản kháng đường chủ là thân phận của cô ta Ma Tôn nhìn quanh đánh giá, xem ra trận vây giết không có ảnh hưởng gì đối với Tôn thượng, thật là quá tốt. Người trong phủ báo cáo, "Đường chủ, tổng đường chủ hiện đang tiếp đón khách quý, nói rõ là muốn người ở trong tay ngài." Ma Tôn mỉm cười nhìn Trần Mạc ra hiệu, tùy cơ ứng biến, Trần Mạc hiểu ý, đã rõ. Ma Tôn dẫn người vào, anh giả làm đường chủ báo cáo lại, trong đó, tông đường chủ cùng khách quý của ông ta đã ngồi chờ sẵn, tông đường chủ, ta đã dần tiểu tử Trần ra về rồi hợp thể nhân tộc hay thủ lĩnh tổ chức chọc vui mừng ra mặt được làm tốt lắm có thưởng lui số trước đi vị khách quý của ông ta chính là nhân tộc nguyên anh là tô thành hay nhị đương gia tô gia tông đường chủ vui vẻ nói chuyện tô nhị đương gia chúng ta làm việc ngài tuyệt đối có thể yên tâm ngài nhìn đi ánh mắt ông ta sắc bén quan sát ông ta chạm mắt với ma tôn bị dọa sợ bởi ma tôn lườm ông ta như kẻ thù ông ta cảm thấy có gì đó không ổn liền tức tối đứng bật dậy khỏi ghế người Tông đường chủ thấy vậy cũng đứng lên hỏi có chuyện gì vậy. Ông ta chỉ vào ma tôn nói lớn, đây không phải thủ hạ của ngươi, hắn là kẻ bị tô ra dùng bỏ. Tông đường chủ tin lời ngay lập tức, dơ mũi đao về phía ma tôn quát, tiểu tử khá lắm lá gan cũng to đó. Dám giả mạo thành người của ta, giấu đầu hở đuôi, cho rằng sẽ không có ai phát hiện ra diện mạo THA của ngươi sao. Ma tôn lúc này cũng không giả mạo nữa, cười tự tin thách thức, hừ, ta sợ các ngươi nhìn thấy gương mặt thật của ta rồi thì sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai anh hiện ra dáng vẻ thật của bản thân khoanh tay đánh giá năng lực cảm nhận huyết mạch của tô gia quả vẫn là thứ khiến người khác buồn nôn từ trước đến nay tông đường chủ ngạc nhiên khi thấy anh ngươi ngươi là ma tôn vô dụng nhất của ma tộc ngươi vậy mà chưa chết sao ông ta tức giận quay sang tô nhị đương gia cũng đang tức tối nghiến răng tô nhị đương gia ông vừa mới nói ma đầu này là người của tô gia các người ông ta quát lớn ta khinh đứa con hoang có liên quan với ma tộc làm gì có tư cách trở thành người tô gia khi không làm vấy bẩn danh tiếng của tô gia câu nói này làm kỳ hoa tức tối định lên tiếng nói lại thay tôn thượng thì bị anh cản lại để cho hắn nói tôi nhị đương ra lập tức rút kiếm miệng vẫn không ngừng chửi rủa ngươi đừng tưởng trở thành ma tôn gì đó là cao quý lắm cái đó cũng không thể thay đổi được sự thật ngươi là một đứa con hoang nếu không phải sinh ra thì tiểu muội của ta đã không rơi vào kết cục như giờ đều là lỗi của tên sao chổi con hoang nhà ngươi ma tôn nghe tôi nhị đương ra nói đến nương của anh liền tức giận chất vấn nương ta thế nào rồi Tô ra các người đã làm gì bà ấy tôi nhị đương ra quát tháo con hoang im miệng lại cho ta ngươi không có tư cách gọi tiểu muội của ta là nương ruột ông ta rút kiếm đe dọa hôm nay cho dù thế nào thì ta cũng phải tự tay kết liễu tên nghiệp chủng ngươi nói rồi ông ta thi triển thuật thức kiếm hóa ra hàng trăm mũi kiếm phi nhanh đến chỗ ma tôn nghiệt chủng chết đi cho ta hàng trăm mũi kiếm lao đến chỗ họ đứng ma tôn thi triển thuật thức thu hút toàn bộ mũi kiếm được phóng ra vào tiếp tục anh thi triển phóng phóng lại hết toàn bộ mũi kiếm trả lại cho tô nhị đương ra ông ta bất ngờ không né kịp liền bị trăm mũi kiếm phản lại ghim chặt vào tường làm bức tường dạn nứt ông ta không chịu nổi nhưng miệng vẫn thách thức anh tên nhiệt chủng có bản lĩnh thì giết ta đi ta có làm ma cũng không tha cho người ma tôn đứng nhìn ông ta bị ghim vào tường cười vui vẻ đáp lại ngươi là nhị ca của nương ta ta sẽ không làm vậy với ngươi nhưng mối thủ mà ngươi mình gây ra thì tự mình gánh chịu đi dây xích trói trần mạc bị phá bỏ rơi xuống mặt đất ma tôn quay ra nói với anh trần thiếu nể mặt ta xin hãy giữ lại mạng cho ông ta trần mặc xoa xoa cổ tay bị xích lúc nãy đáp không thành vấn đề ông ta bị ghim trên tường la lối tiểu tử khốn nạn của trần gia và tên nghiệt chủng các ngươi nhớ kỹ cho ta à, tông đường chủ đã tập hợp người của mình đứng chặn trước cửa ra và nói lớn ma tôn mạnh nhất thì đã sao ngươi bây giờ xông vào địa bàn của ta cũng chẳng khác gì tự đến nộp mạng ha 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 kỳ hoa bất bình hỗn sược dám buộc lời vô lễ với tôn thượng ngươi đúng là chán sống rồi nói rồi anh ta cùng những người thuộc phe của ma tôn lao lên đám rác rưởi các ngươi không cần tôn thượng phải ra tay chúng ta cũng có thể giết được tông đường chủ ông ta tự tin cười lớn hừ ngu xuẩn nô lệ thì nên có dáng vẻ của nô lệ ông ta thi triển xích không chế họ quỳ xuống ma tôn bước mạnh về phía trước ánh mắt của anh vô cùng phẫn nộ khi thấy thuộc hạ phải quỳ dạp trước đường tông chủ có ta ở đây ai dám bắt bọn họ quỳ cầm chắc dây xích đường tông chủ cố gắng giữ lại chiêu thức của mình miệng liên tục chửi rủa sao có thể hắn có thể dễ dàng ngăn cản chiêu thức mình thi triển vậy ư ma tôn búng tay một cái lập tức dây xích trói buộc các thuộc hạ bị phá hủy kỳ hoa lên tiếng đa tạ tôn thượng đường tông chủ tức tối nghiến răng khi chiêu thức của mình bị phá hủy một cách dễ dàng tôn thượng quái gì chứ một tên tạp chủng bị ngũ tộc liên thủ đánh cho chay chối chết ông ta bộc phá thân thể hóa lớn trước mặt ma tôn cùng những người đứng ở đó cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm ông ta cho rằng ma tôn còn cho là mình giỏi giang lắm ông ta một lần nữa thi triển xích quát lớn trên chiến trường năm lão già ấy liên kết với nhau cũng không giết được ngươi không phải vì ngươi lợi hại mà là năm lão già ấy vô dụng ông ta phô trương sức mạnh của mình trước mặt đám người tự hào về nó bây giờ ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt sự liên thủ chân chính của ngũ tộc ông ta dùng dây xích điều khiển những người dân ở ma tộc bị bắt làm nô lệ nổi điên lên tập trung chuẩn bị tấn công anh họ bị dây xích cắm vào ngực mất hết nhận thức chỉ có thể làm theo lệnh ông ta họ bao quanh đám người của ma tôn lúc này rông tố nổi lên ầm ầm Ma Tôn đứng đó không biết sắc mặt của anh như thế nào khi chứng kiến người dân của mình bị như vậy. Ông ta đắc ý, tiểu tử ma tộc hiện giờ quỳ xuống xin tha ông đây còn cân nhắc tu vi của ngươi không kém mà ban cho thân phận nô lệ, nếu không ngươi đợi bị nghiền thành bùn đi ha ha ha. Nghe ông ta làm nhảm, Ma Tôn chán nản tới nỗi ngáp ngắn ngáp dài. Anh Tông chưa thức bảo vệ bọn kỳ hoa, một mạch tiến đến chỗ đường Tông chủ, nói nhiều lời thừa thái quá, có đánh hay không đây. Lời này làm ông ta tức giận nắm chặt dây xích chuẩn bị khai triển chiêu thức, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn tỏ vẻ, tiểu tử, vậy ông đây sẽ cho ngươi được toại nguyện. Ông ta chập hai dây xích lại, khai triển trận con rối ngũ tộc. Ông tập hợp năm người nô lệ lại thành một nhóm rút hết sinh lực của bọn họ. Ma Tôn đứng hiên ngang chờ những đòn đánh ập vào người mình. Chúng lao trực tiếp về phía Ma Tôn. Điều này làm chỗ đó trực tiếp phát nổ. Vụ nổ làm Đường Tông chủ phấn khích đắc ý, ha ha, cũng không biết tự lượng sức mình dám chống đối ông đây, chết là. Ông ta đang nói dở bỗng nhiên thay đổi khi chứng kiến gì đó đường tông chủ đắc ý ha ha cũng không biết tự lượng sức mình dám chống đối ông đây chết là ông ta đang nói dở bỗng nhiên thay đổi khi chứng kiến gì đó ma tôn ngồi yên vị không bị hề hấn gì bởi vụ nổi anh triển khai sẵn chiêu thức trên tay chuẩn bị đáp trả lại ông ta ngũ tộc liên thủ đúng là uy lực không tầm thường ta cũng muốn mở mang tầm mắt chút nên mới để ngươi nói luyên thuyên nhiều như vậy anh cười cười còn giờ ngươi đã không còn tác dụng nữa rồi nói rồi anh lập tức ném quả cầu có phép lao thẳng về phía đường tông chủ đang cầm dây xích khống chế người dân Ông ta bất ngờ không kịp tránh né. Cái gì? Ngươi, ngươi muốn làm gì? đợi. Ông ta chưa nói dứt câu đã bị dây xích của mình phản lại, quấn quanh tay chân của ông ta. Ông ta bị dây xích trói chặt không thể cử động, ông ta la lối, dây xích sắt của ta sao không nghe theo lệnh của ta nữa. Đường Tông chủ bị trói, chuẩn bị nhìn bản thân ăn tiếp đòn tiếp theo, ông ta không thể tin nổi, lẽ nào mình thật sự sẽ chết ở đây sao? Ông ta sợ hãi cầu xin, tiểu nhân không biết tự lượng sức mình, tội đáng muôn chết cầu xin ma tôn tiền bối tha mạng tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa thịt nát xương tan vì ngài ma tôn chẳng có gì là phấn khích chọc ngoáy lại ông ta ô tiểu nhân vừa nãy là ai muốn làm ông của ta ông ta biết đã chọc giận sai người liền dập đầu xin tha tiểu nhân là cháu trai ma tôn tiền bối là ông của ta ông ma tôn xin ông tha mạng ma tôn như không nghe thấy cháu trai anh trực tiếp làm nổ thân thể của đường tông chủ thong thả bước đi mà nói đứa cháu trai thối nát như này ta không muốn có anh đi đến chỗ đám người bị thôi miên, dùng sức mạnh của mình, dùng sức mạnh của mình lên những người bị khống chế. Họ nhìn theo ánh sáng trên người anh. Trong một chốc, thuật khống chế đã bị phá bỏ hoàn toàn. Ma tôn từ trên cao nhìn xuống đám người vừa thoát khỏi thuật khống chế nói: Thuật khống chế thi triển lên các ngươi đã được ta phá giải rồi. Anh vừa cười vừa tuyên bố: Các ngươi đã được tự do rồi. Nói rồi anh đáp xuống mặt đất trước sự chứng kiến của nhiều người. Bọn họ nho nhau, nhau cảm động không ngớt, đa tạ tiền bối giúp đỡ đại ân đại đức này ta sẽ không bao giờ quê. Ơn huệ của tiền bối giống như giúp chúng ta tái sinh lại lần nữa. Sau này có việc gì cần phân phó, vãn bối nguyện lên núi đao xuống biển lửa quyết không tử. Nếu như vãn bối không nhìn nhầm thì tiền bối đây chính là ma tôn vô dụng của ma tộc. Tôn thượng, đúng là ngài rồi, thật tốt quá, ngài chưa bị đám phản đồ ngụy các kia hại chết. Bọn họ ai ai cũng vui mừng khôn xiết, lại gần anh nói lời cảm tạ. Tôn thượng, bây giờ chúng tiểu nhân sẽ đánh về đấy, cho tên ngụy các kia không có mồ chôn Ma tôn vui vẻ nói, không gấp, ta vẫn còn chuyện ở tộc nhân chưa xử lý xong, nơi này vừa hay có thể làm cứ điểm của nhân tộc chúng ta. Bọn họ có người không thể tin nổi anh chính là ma tôn, thì thầm to nhỏ, đây chính là ma tôn mạnh nhất ma tộc, người đời thường nói ma tốc độc ác. Nhưng hôm nay lại là ma tôn này cứu chúng ta thoát khỏi nô dịch, nghe nói ma tôn vô dụng có một nửa huyết mạch là nhân tộc. Có lẽ vì thế nên mới không giống với đồng loại, bất kể ra sao, mạng của ta cũng là do ngày ấy cứu, đền ơn đáp nghĩa mới là chuyện chúng ta nên làm. Nói rồi họ đồng lòng xin đứng về phía của ma tôn, thuộc hạ nhận đại ơn cứu mạng của tiền bối không có gì báo đáp chuyện của tiền bối cần làm ở nhân tộc thuộc hạ xin nguyện dốc hết sức mình Mà tôn nghe họ nói vậy liền vui vẻ đồng thuận nếu đã như vậy thì từ giờ trở đi nơi này sẽ được gọi là ngữ tộc đường anh búng tay một cái một mỏm đá khắc ngũ tộc đường lập tức hiện ra vô dụng chọn ngũ tộc đường làm cứ điểm cử đám người kỳ hoa đến các tộc thăm dò hành tung của kẻ thì vây sát mình khi đó anh để ý đến trần mạc và tô nhị đương gia đang nói chuyện gần đó tô nhị đương gia lớn tiếng hừ diệp lưu tên tạp chủng đó muốn hai nhà tô trần chén giết lẫn nhau diệp ra chúng thì ngồi ngư ông đắc lợi lần này trở về ta nhất định sẽ giết hắn đầu tiên trần mặc bên cạnh chỉ cười đáp ma tôn hiểu lầm giữa ta và tô nhị đương gia đã xí xóa rồi hắn cũng là bị diệp ra lợi dụng nên mới đến gây sự với ta anh ta nói tiếp ân oán của hai người ta không quan tâm ma tôn ra lệnh cho tô nhị đương gia tô thành nói ra toàn bộ chuyện ông biết về nương ta đi ông ta tức dân nói lớn ngươi còn có mặt mũi hỏi sao năm đó phụ tử khốn nạn các ngươi rời đi tiểu muội bị gia tộc giam lỏng ở cấm địa chịu biết bao nhiêu là khổ cực sao không thấy các ngươi đến cứu muội ấy ma tôn lặng im nghe ông ta kể chuyện về mẫu thân của anh đại chiến ngũ tộc ta và đại ca khải hoàn trở về tiểu muội lại mất tích hồn đang lung lay cơ hội sống mong manh ông ta trách cứ chuyện này đều là do phụ tử các ngươi hại ma tôn khó chịu ra mặt khi nghe mẫu thân bị nhốt nghiêm mặt nói nương ta bị mất tích ở cấm địa tô ra dẫn ta đi cánh cửa dần mở hé ra. Vô dụng bước vào bên trong cấm địa. Anh bước vào sâu bên trong và đứng trước tô mặt hồn đăng. Vô dụng nhân ra có gì đó kỳ lạ nên nghĩ thầm, đây là hồn đăng của nương, tình trạng linh hồn không tốt lắm. Tô Thành từ phía sau hớt ha hớt hải chạy tới nói với vô dụng, tiểu tử thối ngươi làm sao thế, đến cả trưởng lão thủ môn cũng dám giết, gây ra chuyện lớn như này nguy to, đại ca đến rồi. Đột nhiên có ai đó xuất hiện phía sau hai người bọn họ cùng với đó là một cơn gió mạnh thổi từ ngoài cửa vào, Tô Thành lấy tay chắn lại ngọn gió kia rồi kêu một tiếng, "Hơ." Ừ. Người kia lên tiếng nói, "Kẻ tự ý xông vào cấm địa của Tô gia." "Chết, hắn chính là Tam đại đương gia nhân tộc, gia chủ Tô gia Tô Văn, hợp thể nhân tộc." Tô Thành đưa tay về phía vô dụng giới thiệu với Tô Văn rằng, "Đại ca, hắn là nhi tử của tiểu muội, có lẽ có cách tìm thấy tiểu muội." "Cho nên đệ mới." Tô Thành chưa kịp nói hết câu, Tô Văn đã giáng cho đệ đệ mình một cú đấm. Rồi hắn bảo, "Im miệng, Tô gia chúng ta không có nghiệt chủng ma tộc." Tô Văn lạnh như băng nói tiếp, nhị đệ, hôm nay đệ phạm đại tội, đợi ta giải quyết xong tên ma đầu này, sẽ truy cứu tội của đệ. Hắn lại nhìn sang vô dụng nói tiếp, nghiệp chướng, ngươi uy hiếp nhị đệ ta, giết trưởng môn giữ cửa, hôm nay Tô Văn ta nhất định sẽ cho ngươi thịt nát xương tan. Vô dụng nghe vậy thì quay đầu lại nói, Tô ra ngoài nương ta ra thì những kẻ còn lại đều là đám vô dụng chỉ biết sủa loạn. Nói rồi, anh bước đến gần Tô Thành và đưa một chân ra sau. Vô dụng một cước đá văng hắn đi cùng với một câu, quá vướng bận, tô thành cay cú kêu lên chết tiệt tô thành ngã xuống đất nên đau đớn kêu lên ừ. rồi bùm thứ gì đó đột nhiên bị nổ tô thành kinh ngạc nghĩ thầm tiểu tử thối này đá mình ra ngoài lẽ nào là sợ liên lụy đến mình ở bên trong cấm địa có đầu một con rồng xanh hiện ra tô văn đang chắp hai tay vào nhau thi triển công pháp của tô ra là thiên thủy nhất sắc điều khiển con rồng và nói ma chủng đáng chết ngươi nên xuống địa ngục đi vô dụng vẫn đứng đó nhìn thứ trước mắt mình mà không có hành động gì chỉ nói rằng công pháp tô gia ở trong tay ngươi đúng là lãng phí vô dụng bắt đầu di chuyển ngón tay điều khiển lại công pháp kia tô văn sửng sốt nhìn những gì diễn ra trước mắt mình mà thốt lên cái gì đây là vô dụng nghiêm túc nói công pháp tô ra. cửu thiên ngân hà một con rồng trông còn dữ tợn hơn con khi nãy hiện ra lao lên tấn công tô văn hắn đưa tay ra cầm cự trước sức tấn công của chiêu thức kia vô dụng lại búng tay một cái từ con rồng biến thành một dòng nước lớn tấn công tô văn khiến cho hắn bị thương nên kêu lên phụt người tô văn bất ngờ đến sửng sốt thắc mắc sao người lại biết công pháp tô gia cấp cao hơn vô dụng tay cầm thứ gì đó đứng trước tô văn nói ngươi nên hỏi bản thân vô năng đến mức nào mới chỉ có thể khiến công pháp tô gia ngừng lại ở cấp bậc yếu kém như này vô dụng biến ra một thanh kiếm kề thẳng xuống cổ của tô văn và buông xuống một lời kết thúc rồi tô văn vẫn giữ bình tĩnh nằm dưới đất nói kết thúc vậy cũng nên là ngươi mất mạng nói xong tô văn đưa tay lên di chuyển tô mặt hồn đang đến tay mình Vô Dụng bất chợt nhận ra có điều gì đó nên liếc mắt nhìn. Anh bóp nát thanh kiếm trong tay mình rồi đặt câu hỏi với Tô Văn, "Ngươi muốn giết muội muội ruột của mình?" Tô Văn nằm dưới đất cầm theo Tô mặt hồn đang trên tay mà cảm thấy điều Vô Dụng đang nói thật nực cười, "Muội muội ruột? Ha ha ha." Vô Dụng bóp nát thứ đang cầm trong tay rồi đặt câu hỏi với Tô Văn, "Ngươi muốn giết muội muội ruột của mình?" Tô Văn nằm dưới đất cầm theo Tô mặt hồn đang trên tay mà cảm thấy điều Vô Dụng đang nói thật nực cười, "Muội muội ruột? Ha ha ha." Tô Văn chống tay ngồi dậy nói, muội muội ruột của ta vì ham muốn cá nhân mà đã bôi nhọ ra phong ngàn năm của tổ gia chúng ta khiến gia tộc ta hàng trăm năm nay không thể nào ngẩng đầu ở nhân tộc tô văn đứng dậy nói tiếp ta cho nó cơ hội hết lần này đến lần khác như nó thì sao lần nào cũng khiến ta thất vọng đần độn ngu dốt rơi vào trong tình cảnh linh hồn sắp tắt như này hoàn toàn là do nó tự chuốc lấy ha 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 vô dụng để hai tay ra sau và cau mày nói nương ta không có người nhà giống như ngươi tô văn như nắm phần thắng trong tay nên nói ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi hồn đăng của nương ngươi sẽ có thể cháy đến giây phút cuối cùng ở tô gia hắn ta vừa dứt lời đột nhiên có ba mũi tên nhọn hoắt được phóng ra rồi xuyên qua người của vô dụng tô văn đang thắng thế nên bắt đầu nói đạo lý đừng trách ta ra tay độc ác muốn trách thì trách người cha ma đầu kia của ngươi không nên đến gây sự với tô gia vô dụng cố gắng gượng lại hỏi hắn ta nương ta rốt cuộc ở đâu tô văn đưa tay lên thi triển linh lực và nói hành tung của người tô gia chúng ta một tên ma chủng như ngươi không có tư cách biết nói rồi hắn đưa tay xuống tấn công vô dụng. Tô Văn lại nhìn vào tô mặt hồn đăng mà nói, dùng máu của Nhi Tử ruột mình chắc là có thể giúp muội kiên trì thêm được trăm năm bên cạnh lão tổ Diệp ra. Tô mặt ơi là Tô mặt, đây là cơ hội đền tội cuối cùng của muội rồi. Đột nhiên có thứ gì đó nhô lên, tấn công Tô Văn khiến hắn sợ hãi kêu lên. A à cũng vì vậy mà chiếc hồn đăng rơi ra khỏi tay của Tô Văn. Nhưng may mắn rằng vô dụng đã chụp lấy được hồn đăng. Anh cầm kiếm đứng lên nhìn hắn lên tiếng, thì ra nương ta không phải bị mất tích mà là bị ngươi lợi dụng để giúp kẻ khác tô mặc cây cú giữ lấy tay của mình mà đưa mắt lường vô dụng hắn nghiến răng nghiến lợi thắc mắc ngươi rõ ràng người đã bị ta giết rồi làm sao lại sao lại vẫn còn sống xung quanh vô đụng có một ánh sáng màu đỏ bao quanh anh đáp lời tô văn kia rằng không hiểu được rất bình thường ta đường đường là ma tôn sao có thể bị một tu sĩ nhân tộc còn con nhìn thấu được chứ nói rồi vô dụng đưa hai ngón tay lên tấn công vào thẳng mặt của tô văn khiến cho hắn đau đớn kêu la a a, -a, -a, -a. ngươi ngươi muốn làm cái gì vô dụng máu lạnh vô tình thuận nước đẩy thuyền nói giúp đỡ cho nương của ta vậy thì huynh trưởng như người hiến tế chút máu cũng không quá đáng khắp người của tô văn xuất hiện chi chít những vết cắt đỏ ao sau đó vô dụng dùng tay hút thứ gì đó những thứ đó đều tụ lại hết trong tô mặt hồn đăng hình ảnh của tô mặt mờ ảo hiện ra cùng với xung quanh đó là những bàn tay đang giữ lấy nàng vô dụng trông thấy mẹ mình thì liền gọi nương vô dụng đen mặt đi giữ người lẩm bẩm nương anh không áp chế được cơn giận của mình nữa mà gào lên A a a a a, điệp ra. không ngờ lại dám dùng đại pháp thị hồn ta nhẫn như vậy để cướp đoạt nguyên thần của nương ta, ta muốn diệt ra các ngươi cả gia tộc phải đền bằng mạng. Một vòng xoáy hiện ra từ sau hồn đăng. Nó hút lấy Vô Dụng vào khiến anh rất bất ngờ kêu lên, đây là, đột nhiên có một tiếng gọi thân quen phát ra, Dụng Nhi, Dụng Nhi, đứng dậy đi, Vô Dụng dần mở mắt ra, một hình dáng quen thuộc hiện lên. Người đó không ai khác chính là Tô mặt mẹ của Vô Dụng, nàng lo lắng nói, đã nói bao nhiêu lần rồi? đừng ngủ ở nơi nguy hiểm như này nương lần này tức giận thật rồi đó vô dụng khi này còn bé anh đang nằm dưới đất nghe vậy thì liền mở miệng nói với tô mặt nương người đừng giận hôm nay con đến đấy không phải là ham chơi ham ngủ mà là vì một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng hắn cười bảo vô dụng dựng người dậy nói tiếp nương ơi người nhìn này anh nhón chân lên rồi bám lấy cành cây trên cao vô dụng đã đứng chắc trên cành cây to anh đưa tay ra hứng lấy những cánh hồn đang bay mà nói nương ơi đây là món quà con và phụ thân tặng cho người giữa những cành đào tung bay trong gió mang theo mùi hương phảng phất khắp nơi vô dụng lớn tiếng nói nương chúc người sinh nhật vui vẻ tô mặt quá bất ngờ nên reo lên hoa à. tô mặt bay lên rồi đưa tay ra đặt lên mặt vô dụng rồi chiều mến bảo cảm ơn nhi tử ngoan của nương nàng hôn lên đầu nhi tử của mình nói tiếp nương rất vui tô mặt lại thắc mắc hỏi nhưng mà một đứa bé lanh lợi cho dù có ma lực của phụ thân rót vào nhưng nếu không có bí thuật khởi động thì sẽ không thể làm được vậy con đã được học bí thuật phát triển từ lúc nào vậy vô dụng được khen đỏ cả mũi mà chống tay vào hông thao thao bất tuyệt nói không lâu lắm trước khi phụ thân đi đã dạy cho con con học trong ba ngày là thành thạo rồi tô mặt vui vẻ ôm lấy vô dụng vào lòng rồi nhéo mũi nói cái tính tự cao này của dụng nhi nhà ta đúng là giống hết với phụ thân vô dụng vui vẻ cười ha 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 đột nhiên tô mà thắc mắc ơ lên một tiếng mà quay qua nghĩ thầm đại ca nhị ca sao hai người lại đến đây vô dụng ngây thơ hỏi nương ơi bọn họ là ai thế Tô Thành cùng Tô Văn đám xuống đất. Tô Mạt cũng vui vẻ vừa đáp xuống vừa đáp lời vô dụng. Dụng Nhi, đừng sợ, bọn họ là đại cữu và nhị cữu, phải giữ phép tắc nhé. Tô Mạt vẫn đang bế vô dụng trên tay, nàng giới thiệu với hai anh trai của mình, đại ca, nhị ca, lâu rồi không gặp, đây là con trai muội, vô dụng, anh ngập ngừng gọi đại cữu, nhị cữu. Tô Văn chỉ hừ một tiếng, còn Tô Thành thì không nói gì. Tô Mặt nhìn biểu hiện của hai anh trai mình thì liền thay đổi sắc mặt mà trỗi dậy bản năng làm mẹ nói đại ca nhị ca hai huynh nếu đến để làm ta và dụng nhi khó xử thì hãy quay về đi tô văn nghe vậy thì liền bảo tô mạt tô ra xảy ra chuyện rồi nếu muội vẫn xem mình là người nhà tô ra thì hãy theo bọn ta về tô thành cũng lên tiếng thuyết phục tiểu muội 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 hiểu lầm rồi chúng ta vô dụng nhìn hai người kia mà nghĩ thầm đại cữu nhị cữu gì chứ ta không hiếm lạ gì nương ta còn lâu mới theo các người về nghĩ rồi anh đưa tay lên vô tội nói nương tô mạt liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra nàng thầm nghĩ nếu không phải là chuyện quan trọng chắc đại ca và nhị ca sẽ không biết thân đến đây tô mặt liền hỏi trong nhà xảy ra chuyện gì tô thành thuật lại mọi chuyện khoảng thời gian này thú tộc và yêu tộc đột nhiên bắt đầu cần quét thế lực của chúng ta chúng ta nghi ngờ do hai nhà diệp chân giở trò sau lưng bởi vì tô văn tự dưng nhảy vào miệng của nhị đệ mình mà nói chuyện này cấp bách không có thời gian nói nhiều trước mắt muội theo bọn ta đi về đã sau khi giải quyết mọi chuyện xong thì đi hay ở lại là tùy muội quyết định tô mặt nắm lấy tay của nhi tử mình nàng nhìn vô dụng với ánh mắt chiều mến mà nghĩ thầm nếu hai nhà trần diệp chĩa mũi nhọn vào tô ra thật thì không có mình trấn thủ tô ra sẽ bị hai nhà đó nuốt chừng mình không thể không quan tâm nhưng chuyến đi này chắc chắn sẽ là một cuộc chiến lâu dài mình không thể để dụng nhi rơi vào nguy hiểm tô mặt lại cầm lấy tay vô dụng mà hỏi dụng nhi nương có chuyện quan trọng cần phải trở về tô ra con đến chỗ phụ thân có được không vô dụng can đảm ngước mặt lên nói với mẹ mình rằng nương ơi nếu như người đi đánh kẻ xấu thì dụng nhi cũng có thể giúp người gọi cả phụ thân đi cùng luôn tô mặt đáp xuống đất nàng khởi động trận pháp rồi đưa vô dụng đến gần trận pháp mà dặn dò dụng nhi nghe lời ta sau khi gặp phụ thân thì đưa cho phụ thân con lời nhắn ta để ở tay con còn nữa con phải hứa với nương là nương không tìm con thì con tuyệt đối không được đến nhân tộc để tìm ta nhớ kỹ vô dụng lưu luyến nói nương con không tô mặt đặt tay lên ngực con mình rồi đẩy vô dụng đến gần trận pháp kia hơn cùng với đó nàng cũng nói lại câu vừa nãy dụng nhi nhớ kỹ lời nương dặn vô dụng vẫn lưu luyến mà tiếp tục gọi nương đến khi chỉ còn mỗi bàn tay chưa qua trận pháp kia nhưng vẫn cố chấp với tay gọi nương người mẹ họ tô của vô dụng cầm chặt tay cậu trao cho lời nhắn gấp gáp truyền đạt dụng nhi nghe lời ta sau khi gặp phụ thân thì đưa cho phụ thân con lời nhắn ta để ở tay con còn nữa con phải hứa với nương là nương không tìm con thì tuyệt đối không được đến nhân tộc để tìm ta nhớ kỹ vô dụng đau lòng trực khóc nói nương con không chưa kịp nói hết cậu đã bị mẹ đặt tay lên ngực và đẩy mạnh bà hét lớn Dũng Nhi, nhớ kỹ lời nương dặn, cậu bé bất ngờ, chỉ kịp hét lại một tiếng, "Nương." Khi gần như hoàn toàn tiến vào vòng tròn không gian, Vô Dụng vẫn không ngừng hét gọi mẹ, "Nương." Đột nhiên, trở về thực tại, Vô Dụng lúc này đã là ma tôn vội bừng tỉnh, ngạc nhiên nghĩ, sao tự nhiên lại nhớ lại chuyện xảy ra từ lâu trước đây vậy? Tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ được bao quanh bởi những đám mây mờ ảo và những ngọn núi trùng điệp, con đường duy nhất mà ma tôn đang đứng thì gập ghềnh, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hắn ngại nhiên thắc mắc, lẽ nào lời nhắn nương muốn nói với mình nơi này rốt cuộc là hắn nhớ lại lời mẹ mình rồi tự suy đoán nương người không cho con đến nhân tộc tìm người trừ phi là không muốn con bị thương bây giờ phóng mắt ra khắp nhân tộc có ai có thể ngăn cản con con nhất định sẽ tìm thấy người ma tôn vừa vươn tay ra lấy tô mặt hỗn đang đang rực lửa vừa thầm mong nương người tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì đột nhiên tô mặt hỗn đang di chuyển bay về một hướng vào đó ma tôn ngạc nhiên tự hỏi đây là muốn dẫn mình đi đâu sao vô dụng đi dần lên các bậc cầu thang hắn nói nơi này là hắn nhận ra nơi này một tế đàn của nhân tộc ma tôn tự mình suy đoán nhìn giống như là thánh địa của môn phái nào đó mình đã rời khỏi cấm địa của tô ra rồi sao hắn đi tới thánh địa ở tế đàn rộng lớn có người đang đứng đó hắn ngạc nhiên có người khi nhận ra đó là ai hắn gọi tên mặc phấn hắn ngỡ ngàng trèo lên sao có thể nàng ấy vẫn chưa chết đó là bóng lưng của một cô gái hắn đang chạy về phía cô gái thì đột nhiên bị chặn lại bởi một màng chắn phép thuật hắn đấm mạnh vào màng chắn gọi lớn tên người con gái ấy mặc vấn cô gái ngồi phía trong giật mình mở mắt mình mình như nghe thấy một giọng nói quen thuộc cô bất ngờ quay ra tự hỏi là ai đang gọi mình vô dụng thấy nàng quay ra liền hỏi mặc vấn thật sự là nàng sao sao nàng lại ở nhân tộc đột nhiên phía trên chuyển xuống một luồng xét cực mạnh đánh thẳng vào chỗ cô gái đang ngồi vô dụng thấy vậy liền hét lên Mạc vấn rồi tức giận quay ra hỏi các người đã làm gì nàng ấy hắn tức giận người tỏa ra sức mạnh hết lớn mặc vấn một vị thần linh hiện thân tỏ vẻ buồn bực nói ở đâu ra một tên nhãi không biết trời cao đất dày dám xông vào nơi này thật là các vị thần to lớn khác cùng đồng loạt nói tự tìm đường chết ở trong thánh địa nhân tộc thanh thánh sơn tế đàn thánh nữ cô gái nghi hoặc tự hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì thế là ai đang gọi mình cô chính là thánh nữ thứ 12 của nhân tộc Mạc vấn một người thân cận chạy tới lo lắng hỏi thánh nữ xảy ra chuyện gì thế tại sao đột nhiên có một luồng sức mạnh vô hình xuất hiện thánh thánh nữ hộ thiên chu có người nói đột nhiên có một hàng chữ màu tím hắc ám hiện trên cổ trụ trong động Mạc vấn đang thi triển sức mạnh trên những lá bùa cô lo lắng nghĩ dòng chữ trên hộ thiên trụ phong ấn linh khí của toàn bộ thanh thánh sơn một khi nó biến mất sẽ khiến linh khí dò dỉ ra ngoài thanh thánh sơn sẽ không còn tồn tại những lá bùa ma thuật bay vun vút theo những dòng suy nghĩ của mặc vấn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cô tự hỏi những lá bùa ma thuật mà cô biến thành dính vào hộ thiên trụ đang dần nứt vỡ chẳng mấy chốc những lá bùa ấy đã phát huy tác dụng một tiểu muội thấy vậy lên tiếng khen ngợi không hổ là thánh nữ nếu không linh khí thánh địa của chúng ta chưa kịp nói dứt câu thì mặc vấn đã nhận ra điều không đúng cô giật mình nói không đúng ngay sau câu nói ấy những lá bùa dường như mất hết sức mạnh mà bong ra khỏi thiên trụ mọi người ở đó thấy vậy thì đều ngỡ ngàng sao có thể mặc vấn liền tập trung công lực dồn nén sức mạnh vào trong quả cầu vàng một lúc sau từ đỉnh thánh địa ta thấy vô số tia sáng thoát ra bay về từ phía những tia sức mạnh đó bay đến tay những người trong nhân tộc cùng với tiếng hô ra lệnh toàn phái nghe lệnh ngồi thiền tại chỗ phóng thích linh lực người vi phạm đuổi khỏi sơn môn lập tức nghe lệnh tất cả người trong môn phái sử dụng lượng sức mạnh vừa có tập trung linh lực và ngồi thiền trời sấm sét âm u mặc vấn thi triển công lực nàng hô to hộ pháp vô vàn tia sức mạnh được phóng ra sức mạnh tập trung ở tay nàng những nữ nhân khác trong thánh địa cũng lập tức tập trung toàn bộ sức mạnh tất cả sức mạnh đều nhắm đến hộ thiên trụ mặc vấn nghĩ không ngờ ngay cả sức mạnh của toàn bộ thanh thánh sơn cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn sự biến mất của dòng chữ khắc trên cột sức mạnh hủy diệt này đến từ đâu nàng tự nghi vấn chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra hôm nay đều liên quan đến giọng nói kêu gọi mình đó sao bên ngoài kia Ma Tôn đang khó khăn đối chọi với các vị thần, cụ cụ. Một vị mang sức mạnh của lửa trong số năm thần linh lên tiếng, "Không ngờ một tên nhóc nửa người nửa ma như ngươi lại có thể chống đỡ được áp lực của năm người chúng ta mà không tan thành sau cho bụi." Người mang sức mạnh nước nói, nhìn qua hắn cũng chỉ đạt đến cảnh giới Ma Tôn ở ma tộc thôi, theo lý mà nói thì không thể nào chống đỡ được. Vô dụng bị thương nghĩ, "Sáu con người này không phải là thần linh mà là sức mạnh độ kiếp lưu lại sau khi đi thăng ở nơi này." Hắn nghiêm mặt suy nghĩ, hồn đăng của nương dẫn mình đến đây chắc là vì muốn mình lấy nguồn sức mạnh này làm của riêng mình đột nhiên có một bàn chân khổng lồ trực đè xuống kèm theo giọng nói tuy nhiên cũng chỉ là một tên tạp chủng ma tộc mà thôi một chân là đủ dẫm chết khi hạ chân xuống vị thần ngạc nhiên gì chứ vô dụng đã kịp thời đứng dậy và chạy ra chỗ khác vị thần nước đột nhiên bị đóng băng toàn thân vô dụng tiến lại gần chạm nhẹ vào tảng băng lập tức tảng băng to lớn vỡ vụn ma tôn thi triển chiêu thức thiết mã băng hà nhập tụ lai hắn nghĩ đây chính là kỹ năng mạnh nhất của ngươi Hừm, cũng không tồi sức mạnh của vị thần nước thu lại thành một miếng gạch nhỏ tượng núi của vị thần băng đó lập sức vỡ vụn hắn canh kiệu thách thức nếu các ngươi nhất định muốn nhanh chóng truyền lại tất cả tu vi để lại sau khi thi thăng cho ta vậy ta không thể chối từ rồi ở trên vách núi ma tôn vô dụng đang đối mặt với ba chư vị thần linh hắn tỏa ra một năng lượng hắc ám ánh mắt tóe lửa nguy hiểm nói mời ba vị thần linh nghe không liền tức giận hét lớn a a a a a tiểu tử đáng ghét một vị mang trong mình sức mạnh của lửa nóng giận hét lên bị đốt thành cho bụi đi một ngọn lửa bùng cháy dữ dội đang lao về phía vô dụng hắn vẫn bình thản đứng đó thi triển công lực phòng thủ ma tôn nhẹ nhàng thở ra một hơi phù vị tên lửa hô to tên chiêu thức liệt hỏa phần thiếu đẳng bế rồi từ trong ngọn lửa cháy rực đó vị thần mang sức mạnh sấm sét tập trung sức mạnh lao ra một bàn tay to lớn mở ra tiếp đó là vô vàn những binh khí bằng sét sắc nhọn lao xuống vô dụng tập trung hết sức. Triển thuật, chảm kích trầm nhữ thiết mạt tiêu để phòng thủ. Hai vị thần còn lại kiêu ngạo dè biểu, tiểu tử thối ngươi cứ đợi vạn kiếp bất phục đi, ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, hai vị cùng nhau thi triển sức mạnh. Chiêu thức của hai người cùng tiến về phía vô dụng một lúc. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đáp trả, có tự tin là chuyện tốt, hắn nói rồi giang hai tay sang hai bên. Hắn cười nói lại, nhưng tự tin mù quáng rất dễ thất bại. Hắn xoay một vòng để tập trung sức mạnh, hừ một tiếng một luồng sức mạnh màu vàng bao quanh người hắn sau đó một lốc xoáy ma thuật đã được tạo ra cuốn cả hai vị thần vào trong theo vòng xoáy hai người chỉ biết kêu gào rồi họ biến mất vô dụng liền hấp thụ sức mạnh của hai người họ tam thập công danh trần giữ thổi bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân xử lý xong hắn bình thản đáp xuống hắn triển chiêu tu vi nhân tộc đỉnh cao đại thừa kỳ ma tôn xòe tay ra một vòng xoáy năm hướng hiện ra hắn nói Linh hồn Thái Sơ cho mình thể chất tu luyện công pháp của các tộc khác, nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội tu luyện, không ngờ là lần này lại giúp cảnh giới dân tộc lên đến viên mãn. Hắn tiếp tục phân tích, nhưng mà đạt đến viên mãn lại không có dấu hiệu phi thăng độ kiếp có lẽ cũng do thể chất linh hồn Thái Sơ của mình. Cần phải tu luyện cho cảnh giới của nam tộc đều đạt đến mức độ thành thạo. Hắn nhìn về phía hồn đăng đang phát sáng tỏ vẻ biết ơn, "Nương, cảm ơn người đã tặng cho nhi tử món quà quý giá này." Vô dụng đưa tay về phía hồn đăng, nói một cách chắc nịch, "Người hãy đợi con con sắp tới cứu người rồi." hắn truyền vào hồn đăng sức mạnh thầm nghĩ ngoài nương ra còn có mạc vấn tế đàn kia rốt cuộc là nơi nào của nhân tộc hắn hoài nghi mạc vấn chuyện này rốt cuộc là sao nhìn thấy hắn tô thành liền hét lên tiểu tử thối ba ngày nay ngươi đã mang hồn đăng của tiểu muội ta đi đâu ngươi có biết hồn đăng của tiểu muội không được rời khỏi cấm địa của tô ra không vô dụng trông thấy vậy liền đáp đất hạ hồn đăng xuống ngạc nhiên hỏi ông nói cái gì hồn đăng của nương ta không được rời khỏi cấm địa tô ra hồn đăng phát ra ánh sáng chập chờn, tô thành liền gấp gáp nói đấy 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 ngươi nhìn đi hồn đăng không còn ổn định nữa rồi nhanh lên mau đặt lại vào kệ giữa hồ ma tôn nghe lời để hồn đăng đi tô thành thở phào nhẹ nhõm nói tốt rồi tốt rồi không xảy ra chuyện gì cả tô thành nói tiếp cấm địa tô ra là nơi linh khí hưng thịnh nhất tô ra sau khi tiểu muội mất tích mặc dù linh hồn yếu ớt nhưng được linh khí ở nơi này nuôi dưỡng nên có thể giúp cho linh hồn không bị phân tán nghe vậy vô dụng nghĩ xem ra chỉ có thể tạm thời để hồn đăng của nương ở đây hắn tự tay tạo một kết giới bao quanh hồn đăng hắn nghĩ kết giới này ngoài mình ra thì không ai có thể phá vỡ được nương từ giờ sẽ không có ai có thể làm hại người hắn quay lưng trực rời đi tô thành liền hỏi người đi đâu đại ca ta đâu rồi ma tôn quay người định rời đi tô thành thấy vậy liền chặn lại hỏi ngươi đi đâu thế đại ca ta đâu vô dụng đi lướt qua lạnh lùng nói chết rồi hắn để tô thành đứng đờ đẫn bàng hoàng ở đó cái gì ông ta thốt lên rồi biến thành tia sáng bay vụt đi ma tôn đứng trên thanh kiếm tiêu sái vừa đi vừa nghĩ ngợi kỳ lạ tại sao mình chỉ có thể cảm nhận được tàn hơi thở còn sót lại của nương lưu lại ở diệp gia nhưng lại không gặp được người người bị chuyển đi rồi xem ra chỉ có thể tìm người của diệp gia để hỏi cho rõ thì ra hắn đang trên đường bay tới diệp gia càng đến gần địa phận của diệp gia càng được hiện rõ vô dụng đứng ở trên cao ánh mắt tràn ngập sắc khí biến ra vô số thanh kiếm hướng xuống đất Hắn chỉ tay về phía trước, hàng vạn thanh kiếm biến ra theo hướng chỉ tay mà bay vèo vèo, nhắm thẳng đến địa phận của Diệp gia mà tiêu diệt. Nhưng có một màn chắn ma thuật đã chặn lại, các thanh kiếm hoàn toàn biến mất. Ma Tôn thấy vậy liền cười nói, "Ồ, phản ứng nhanh nhỉ." Rồi như cảm nhận được nguy hiểm, người của Diệp gia huy động lực lượng bay tới, chúng hét lên, "Tên xúc sinh từ đâu tới, dám gây chiến với Diệp gia?" Nói, "Ngươi là người của thế lực nào phái đến? Các ngươi rốt cuộc có mấy người đến? Diệp gia chúng ta không giết kẻ vô danh tiểu tốt." nói tên ra đi hắn nhìn họ bằng ánh mắt hình viên đạn khinh bỉ nói các ngươi không xứng đám người diệp ra nghe vậy xong càng tức tối cùng nhau hợp phép họ hô to diệp ra tỏa hồn trận phải để cho linh hồn của tiểu xúc sinh này chịu dày vò 300 năm một luồng sức mạnh to lớn tạo thành những vòng tròn bao quanh vô dụng ma tôn liền giơ tay ra trong tay có một món bảo vật hắn nói tỏa hồn trận rất tốt diệp ra các ngươi nếu đã thích dùng chiêu thức tổn âm này để đối phó với linh hồn của người khác như vậy thì ta cũng không khách khí nữa chỉ thấy hắn hô to tên chiêu thức bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân rồi từ nơi hắn đứng những thân cổ thụ khổng lồ không ngừng nhô lên phá tan trận pháp của người diệp gia người diệp gia trông thấy vậy liền kinh ngạc chuyện này sao có thể pháp bảo của ta rồi bọn chúng từng người từng người lần lượt bị ngọn cây sắc nhọn đâm xuyên qua một lão già trong số chúng đau đớn kêu lên đừng mà đây là thứ quái quỷ gì vậy tên bên cạnh chỉ biết la lên oai a à vài tiếng bỗng có một ngọn lửa mạnh mẽ bay lên từ phía dưới từ phía diệp gia lần này ma tôn tiếp chiêu bằng một chiêu thức băng thiết mã băng hà nhập mộng lai theo tên của chiêu thức một con ngựa chiến được làm từ băng hùng hồn lao ra hướng con ngựa băng nhắm tới là lũ người diệp ra đang bị hành hạ thảm thiết kia đột nhiên có người hô tô phi long tại thiên một con rồng lửa hung hãn nhe nanh đối đầu với ngựa băng một trận nổ kinh thiên động địa chỉ thấy một tên diệp ra mặc áo trắng lơ lửng trên không hắn ta là diệp lưu trưởng tử gia chủ diệp ra thuộc tam đại thế gia nhân tộc là một trong những người trên chiến trường ám toán cũng vô dụng hợp thể nhân tộc hắn ta nói ngươi tên ma tộc nhà ngươi vậy mà vẫn chưa chết ma tôn thấy người đối diện là diệp lưu cười khỉnh nói rất bất ngờ sao không nên đâu dù sao đến cả loại người như ngươi cũng không dám đánh trực diện chỉ dám phối hợp với đám người vô dụng ám toán đằng sau lưng ta vẫn sống tốt chứ diệp lưu nghe hắn rẻ mặt mà tức giận cuộn tay thành nắm đấm lửa hung hồn nói tiểu tử cho dù dùng thủ đoạn gì chăng nữa thì vẫn là thắng làm vua thua làm giặc hắn ta giận tới mức bùng nổ ánh mắt tỏa ra tia sáng lửa giận bao trùm xung quanh hắn tuyên bố ta có thể giết được ngươi một lần thì có thể giết được lần thứ hai lửa dần tạo thành vòng tròn to hơn xoay quanh người diệp lưu hắn nhắc lại lúc đó ngươi bị tuyệt học của năm người chúng ta đánh thương nặng trong thời gian ngắn như vậy chắc là vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhỉ hắn nói tiếp lần này tao sẽ đánh trực tiếp rút đi linh hồn của ngươi để thuật phệ hồn của diệp ra nuốt chửng người nói xong vô số tia lửa hướng về phía vô dụng mà lao tới ma tôn vẫn cực kỳ bình thản đáp chơi với lửa đúng không? vậy thì cho người biết cái gì gọi là điều luyện.